Dạ thưa thầy, là thế nào mà khi mình tu tập mà không phải rơi vào giới cấm thủ ạ? À? Cấm thủ là cái hình thức, tức là mình không có chấp vào hình thức, đặc biệt là hình thức về giới, tức là mình phải Đức Phật là ngài nói là giới là phải đi đôi với trí tuệ, tức là có trí tuệ thì giới nó mới trong sạch, mà giới trong sạch tức là biểu hiện của trí tuệ, do đó trí tuệ với là giới là nó đi chung với nhau. Vì vậy mà nếu mà giới mà mình chỉ dựa trên cái hình thức thôi á, mà mình không biết cái nội dung, cái ý nghĩa thật sự của giới á, thì như vậy là vẫn chưa phải là, cho dù có giữ đúng đi nữa vẫn chưa phải là giới trong sạch. À, cho nên á, khi mà có thể nói theo cái cách nói của thầy á, là cái người mà đã không còn giới cấm thủ á, là cái người đó đã đi vào giới tự tánh. Giới tự tánh tức là cái giới mà tự mình thấy mình làm đúng, chứ không phải là theo theo một cái giới ai quy định. Có thể là ví dụ như Phật tử là giữ năm giới, nhưng mà trong cái năm giới đó là mình không phải là chỉ giữ năm giới, mà khi mà mình đã không còn giới cấm thủ thì lúc đó giới là rất nhiều, tức là cái gì cũng trở thành giới hết á, cái gì mà hành động cái gì có một cái tạo tác gì mà nó hại mình hại người, tức là không được, là cái người đó không có làm. À, bởi vì cái người có trí tuệ đó, mà khi họ đã có cái thần trọng chú tâm quan sát ấy, thì lúc đó họ sẽ không có làm những cái điều sai trái đó. À, nhất là cái điều sai trái đó đến gây đến hại người khác hay là hại bản thân mình. Thường thường là nếu mà có hại người khác ấy, thì cũng là chính là hại bản thân mình. Cho nên là không có nhiều vị đó, thầy cũng thấy là có nhiều vị họ giữ giới một cách rất là trong sạch, nhưng mà thực ra là trên hình thức nhiều hơn là cái nội dung. À, một cái biểu hiện á, cái biểu hiện đó là họ rất là chấp. À, còn cái người mà họ thông suốt về giới á, thì họ sẽ giữ giới một cách rất đàng hoàng, nhưng mà du di uyển chuyển, cho nó không phải là câu nề vào hình thức. À, nhưng mà cái nội dung thì là luôn luôn là đúng đó. Thành ra cái giới đó gọi là giới tự tánh. Giới tự tánh tức là tự mình biết. Trước khi mà Đức Phật ngài chế định ra giới luật á, thì rất nhiều vị họ đã là giác ngộ đó. Ví dụ như năm vị Kiều Trần Như hay là mấy vị thì họ chưa có cái chế định giới luật, nhưng mà các vị đó vẫn là làm đúng đó. Bởi vì cái đó gọi là giới tự tánh. Cái tự tánh tức là cái người có trí tuệ đủ biết là điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì hại mình hại người, điều gì không hại mình hại người. Cho nên mình đừng mấy, ví dụ như mình Phật tử là giữ ngũ giới thì cái ngũ giới là năm cái điều cơ bản để cho mình làm cái mốc, làm cho mình làm cái điều học. Nhưng mà là mình nên giữ rất là nhiều giới, mà lúc giới đó không có, lúc đó tự mình thấy trong hành động nói năng của mình thôi, chứ không phải là giới gì hết. Nó là tất cả mọi hành động của mình, mà cái hành động nào nó không nằm trong ngũ giới nhưng mà nó hại người khác hay là hại bản thân mình thì không làm đó. Nên cái đó là cái người mà không còn giới cấm thủ đó, có nghĩa là người đó giới rất trong sạch nhưng không chấp vào hình thức của giới, cũng như với lại là mọi hình thức khác, nhất là cái hình thức nghi lễ. Hiện nay á, hồi thời Phật giáo thầy nghĩ là thôi thời Đức Phật á là không có nghi lễ gì cả, chỉ cái là cái nghi lễ mà bình thường như tự gặp nhau thì vái chào giống như bắt tay bắt đầu đó, thì cái đó là cái bình thường thôi.
bình thường ngoài đời đó, cho Đức Phật Ngài không đặt ra những cái nghi lễ nào mà phải thế này phải thế kia gì cả. À, nhưng mà về sau này á, thì các tôn giáo, các cái tông phái đều đặt ra những cái nghi lễ rất là rườm rà, nhiều khi hoàn toàn không cần thiết, nhưng mà người ta vẫn đặt ra cho nghiệm là có cái á, thì làm ra là với ý nghĩa là để cho trang nghiêm hay là để cho thành kính hay là gì đó, nhưng mà lễ mà nó nhiều quá đó mà có những cái lễ hết sức là vô ích. Nhưng mà bây giờ là nó quen rồi, xưa bài nay làm là cứ theo về mà làm đó, thành là cái nghi lễ, những cái hình thức nghi lễ à, rồi nói chung là những cái hình thức đó, mà trong đó là có hình thức của giới. Có người thì sợ nói là không chấp hình thức giới, cho nên là họ nói qua trở thành là chỉ có những cái giới cấm thủ là chỉ có những cái nghi lễ thôi, à, nghi lễ ngoài đạo. Thực ra nghi lễ của mình cũng là hồi thời xưa đâu có, sau này là mình đặt ra nghi lễ. Thì hồi xưa là nghi lễ chỉ có ngoài đạo mới có nghi lễ thôi. Nghi lễ cũng đúng, ví dụ như là cha con cái phải đối với cha mẹ thì phải có những cái lời nói cử chỉ như thế nào, cái đó là, nhưng mà cái đó thì người trí là người ta sẽ tự biết đó. Chứ còn nếu mà bắt buộc là phải thế này phải thế kia thì nó làm đúng như vậy nhưng mà trong nội dung nó không có. Thí dụ như bất hiếu nhưng mà nó vẫn là về là thưa mẹ, thưa mẹ thưa cha đàng hoàng nhưng mà nó bất hiếu. Chỗ hoặc là những cái tế lễ như vậy á, là hồi đó thì không biết á, là mình vẫn cúng các bác hoặc là cúng những cái buổi lễ rồi gì đó, khi mà mình hiểu á, thì là mình làm phước, mình cúng dường trai tăng rồi mình hồi hướng cái công đức đó cho đến cho những cái người khuất mặt giống như là chư thiên quỷ thần hoặc là cha mẹ của hiền thất tổ. Thì giữa cái tế lễ đó, từ việc khi mà con đọc trong cái cuốn mà Một Ngôi Sao Một Cuộc Đời á, thì nói là mỗi loài nó có thức ăn riêng, xin thầy giải thích nơi đó ạ. Tức là nói chung là mấy cái lễ chẳng hạn như nó cúng dỗ hay là cầu an cầu siêu hay là đốt vàng mạ rồi chẳng hạn, thì cái đó là đều là kiểu như phong tục tập quán người ta đặt ra thôi. Chứ còn á, ví dụ như vừa rồi thầy đi giảng ở bên bên chỗ bên kia chỗ Đại Chúng Viện á, thì có một vị hỏi là tại sao mà bên bên Phật giáo lại có cầu an cầu siêu, mà nói là cái nghiệp là mỗi người là nhân quả nghiệp báo mà sao lại có cầu an cầu siêu được đó. Hỏi câu hỏi đó khó trả lời chứ. À, nhưng mà thầy giải thích là cái thật ra nó không phải là cầu an cầu siêu đó, cầu an cầu siêu mà là tại mà nếu mà mình làm đúng cái ý nghĩa thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Mà khi mà đúng ý nghĩa tức là có nội dung ấy, chứ không phải là chấp vào hình thức. Nếu mà mình cứ làm theo hình thức thì nó vẫn là giới cấm thủ, còn là mình làm phải đúng nội dung. Thì hầu hết những cái mà cái tục lệ mà cúng rồi này kia của mình á là đều là thuộc loại giới cấm thủ. Bởi vì những cái cúng đó, đó nó không có hiệu quả gì cả. Chỉ có là mình làm phước, bởi vì cái để mình giúp một cái người nào cho cái người đó là người đã quá vạn chẳng hạn, thì cái chính yếu là phải có hai điều, đó là cái tâm lực và phước lực đó. Tâm lực tức là cái lòng chân thành của mình đó, và mình làm một cái phước nào đó. À, thì cái phước đó, đó, cái phước là cái mà khi mình làm cái điều phước đó đó thì mình hoan hỷ và cái người nhận họ cũng hoan hỷ.
Và cái người nhìn thấy cái việc mình làm là họ cũng hoan hỷ. Đó. Vì vậy cho nên á, khi mình làm phước hồi hướng đến cho cái người quá vãng, mà người quá vãng á, thì phải là người quá vãng nào mới được. Thí dụ bây giờ á, người thân của mình á, mà đã qua đời, nhưng mà người thân đó là người mà có đức độ, có tu hành, có phước đức nhiều, cho nên bây giờ lên ở trên cõi trời trời rồi đâu cần mình cầu xíu. Đó. Còn nếu như cái người đó họ họ đủ cái phước để họ sinh, tái sinh lại làm người, thì họ đã tái sinh lại làm người rồi, thì bây giờ là đang ở trong bụng mẹ rồi gì đó thì bây giờ mình ở đây mình cầu siêu với là mình cúng đồ này kia rồi dọn lên ai ăn đi rồi. Ví dụ như ông nội bà nội mình, cha mẹ mình có phước đức cho nên khi chết rồi thì đã được lên cõi trời hoặc là sinh lại làm người rồi thì mình cúng ở đâu ai ăn. Rồi là giả sử như cái người đó là có cái tội nhiều thì sinh vào súc sanh hay là địa ngục thì cũng đâu có ăn được. Bây giờ cái người đã chết rồi, sinh vào súc sanh rồi, sinh vào địa ngục rồi, thì bây giờ mình có dọn ra ăn thì cũng ai ăn, đâu có ai ăn đó. Thì cái chính yếu mà mình làm phước để hồi hướng đó là hồi hướng cho cái người chết mà ở trong cái cõi âm, tức là cõi Peta Asura đó, đó cái cõi âm mình gọi là ma quỷ đó hay là quỷ thần đó, thì chỉ có những cái chúng sanh đó mà khi chết còn ở trong cái cõi âm đó, có nghĩa là họ chưa có tái sinh làm người hay là sinh làm trời hay cũng không đọa vào súc sanh hay địa ngục gì cả, mà họ là ở dưới một cái hình thức là người âm tức là cái người dương. Khi chết á, họ vẫn tưởng là mình vẫn còn là cái người dương đó, mình là vẫn ông A ông B ông C vậy đó. Chứ còn bây giờ là cái người đó tái sinh làm người rồi, giả sử bây giờ sinh ra rồi đặt tên khác rồi, bây giờ mình đọc tên hồi hướng đâu có biết đâu. Cái người đó sinh ra ở cái cõi khác rồi đâu có biết. Cho nên á, chỉ có là giúp cho cái người mà cõi âm á, là bởi vì họ trong cõi âm á, là họ có hai cái điều mà chính yếu mà sinh vào cõi âm đó. Một á, là họ bị dính mắc. Một là họ bị dính mắc, ví dụ như là bây giờ họ ở trong cái gia đình đó là họ dính mắc vợ con hay là dính mắc nhà cửa tài sản gì đó, dính mắc công việc, dính mắc cái gì đó, cho nên bây giờ khi họ chết là họ vẫn còn dính mắc cái chuyện đó, họ chưa giải quyết xong chuyện đó, cho nên cái tâm họ không yên, khi chết nó vẫn cứ nhớ cái chuyện đó để mà giải quyết cho xong đó. Giả sử bây giờ thầy làm trụ trì ở đây mà làm công việc chưa xong gì đó rồi khi chết rồi nếu mà cái phước của thầy nhiều á thì nó vượt qua được, còn nếu không á mà cái luyến tiếc đó đó là nó đủ để cho mình là bị giữ lại ở trong cõi âm đó. Thành ra mình về đó mình ở đó rồi mình cũng tưởng mình cũng còn là trụ trì, rồi cái ông trụ trì mới ông làm sai cái gì đó không đúng ý mình, rồi mình nổi tân rồi nổi tức thì dù vậy thì đó là cái cõi âm. Cho nên là mình mới hồi hướng bởi vì cái người cái cõi âm này á là không đến nỗi tệ để đọa vào súc sanh hay địa ngục, tức là họ chỉ có là hai cái chính yếu là một là dính mắc luyến tiếc, hai là cái đời sống của họ là đời sống ích kỷ, họ sống ích kỷ, ít bố thí, ít giúp đỡ người khác, chỉ sống lo cho bản thân mình thôi. Thì cái người như vậy là khi chết là làm cái cõi âm đó, vi sinh vào trong cõi âm đó. Trong cõi âm đó cũng có nhiều người có năng lực,
Cho nên họ có thể nhập vô một cái người khác để mà chữa bệnh, để mà nói cái này cái kia đủ thứ đó. Là vì vì cái người đó khi ở ở trên cõi dương á, là họ cũng có sẵn năng lực rồi. Nhưng mà bởi vì sống ích kỷ, năng lực thì có nhưng mà do ích kỷ và do luyến tiếc. À, ví dụ như người đó có năng lực nhưng mà bây giờ định làm một cái chuyện gì đó ghê gớm mà làm chưa xong chẳng hạn. À, thì vì bị một là dính mắc, hai là cái đời sống mà ích kỷ. Cho nên á, là họ sinh vào trong cái cõi đó. Thì bây giờ á, là mình mới là có mấy cái điều. Một á, là mình thuyết pháp cho họ nghe. Thuyết pháp cho họ nghe. Rồi làm phước hồi hướng cho họ với cái tâm thành của mình, tức là tâm lực và phước lực á, thì lúc đó họ sẽ nhận được cái phước đó. Thì cái, khi mà họ nhận được cái phước đó là họ sẽ thoát ra khỏi cái cõi âm đó, bởi vì cái cõi âm đó là chỉ do tượng sinh thôi, do tượng mà sinh thôi. Cái cõi âm đó do giống như là cái cõi mà mình trong trong mơ của mình đó. Đó. Trong mơ thì mình cũng vẫn mình thấy mình đi đi làm cái này, vẫn làm cái kia, rồi đủ thứ hết đó. Nhưng mà đó là cái hình ảnh, đó là hình ảnh mà trong mơ thôi, chứ nó không phải thật. Đó. Thì cái thân mà của cái người âm đó là gọi là thân do tượng sinh. Đó. Vì họ tượng cho nên đó, họ có thể là giả sử họ hiện hình ra thì nó cũng giống như cái người mà còn sống đó. À, như ở đây có cái đứa bé này ở dưới này này, có cái năm đó thầy đi đâu, đi Ấn Độ hay đi đâu không biết đó. Thì con bé ở dưới cái ngay trước trước cổng chùa này thì nó đang ăn cơm là sét đánh, mà nó sợ quá nó chết chứ không phải là sét đánh trúng nó, mà bởi vì cái vùng này hồi xưa sét đánh dữ lắm, mấy cây rồi này kia, bây giờ mình có mấy cái chống sét, chứ còn hồi xưa là mấy cái cây có khi là sét đánh là chết đứng luôn á. Vì cái đất ở đây á, cái vùng đất ở đây nó có cái sỏi sỏi mà giống như là bằng có chất kim loại trong á, cho nên nó rất dễ hút cái sét đó, cái điện đó, thì nó mới chết. Chết thì có một cái anh ngoại cảm, anh đến thăm thầy. Thì thầy mới nói là dẫn nó đi, tại vì nó sinh hoạt gia đình Phật tử ở đây này. Nói con bé này nó chết như vậy đấy, bây giờ anh với tôi đi xuống coi thử nó ra sao, nó còn không. Thì mới dẫn anh mới dẫn thầy mới dẫn anh đi xuống dưới cái nhà đó. Thì anh mới thấy cái đứa bé đó. Anh thấy đứa bé đó, anh mới tả cái đứa bé đó mặc áo gì, rồi tóc tai ra làm sao, mặt mũi ra làm sao. Thì trong nhà nói đúng rồi đó, lúc đó nó mặc áo như vậy đó. Tức là khi chết nó vẫn cứ tưởng nó là như vậy luôn đó. Thành cái thân mà bây giờ mà mình nhìn thấy đó là cái dân thân mà là do tượng sinh, thì là nó nghĩ vẫn là nó, vẫn là nó. Cái thầy mới nói mà sao không lên trên chùa ở. Cái nó lên chùa vì nó là Phật tử sinh hoạt trên này á, thành nó cũng có thói quen nó lên chùa. Nhưng mà lên chùa á, thì nó nói ở đây chư thiên hộ pháp không cho vô. Không cho vô. Cho nên nó lên chùa không được. Cái thầy mới nói là thôi bây giờ con đi theo thầy. À, rồi bà, xong đó thầy với cái anh đi về. Đi về thì anh nó nói là nó đang đi sát sau thầy luôn á. Cái thầy về đây mới nói cô Huyền Nghi làm cái ảnh của nó, ảnh gia đình Phật tử đó. Cái ảnh của nó gia đình Phật tử sang để trong cái phòng ăn á. Để khi chư tăng tụng kinh đồ ngò đồ này kia đó, để tụng kinh hồi hướng cho nó. Sau một thời gian á thì có một thời gian anh lên á thì anh nói là bây giờ nó không phải như hồi trước, bây giờ nó thấy nó người nó thấy đẹp đẽ, em mình khỏe hơn, chứ không phải giống như cái lúc mà gặp lúc đầu á. Tức là nó có nhận phước đó. À, thì phương phước thường thường mình nói là mình hồi hướng phước
Nếu mà được siêu sanh thì siêu sanh, mà nếu nếu mà không siêu sanh hoặc là đã ở chỗ nào đó mà tốt rồi á, thì cái phước đó nó được tăng tăng tiến thêm đó. Thì cái người cái rồi lúc đó là nó có hưởng phước rồi đó. Sau một thời gian á, thì anh lên anh nói là hết, đi đi rồi đó. Cho nên đó là khi mà người ta người người chết người ta gửi ở chùa đó là cũng cũng có cái hay đó, tức là ở chùa là chư tăng tụng kinh hàng ngày rồi thuyết pháp rồi làm phước hồi hướng, ai làm phước cũng đều hồi hướng. Và họ thấy cái việc làm đó đó họ hoan hỷ đó, nhờ cái hoan hỷ đó cái họ được siêu thoát đó. Thì như vậy nó mới đúng, mình mới hiểu đúng. Còn nếu mình không hiểu đúng thì nhiều khi mình làm nó cũng trở thành giới cấm thủ. Có một cái chết đẹp, rồi có một cái đời sống để mà đừng có dính mắc, thì cái tu tập phải làm sao á thưa thầy? Tu tập thì tu theo giới định tuệ, tu theo tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, rồi bố thí có 10 cái phước á. Tu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái chính nè, nhưng mà nó có 10 cái phước, như là phước bố thí này, trì giới này, tham thiền niệm Phật này, phục vụ này, cung kính này, thuyết pháp này, nghe pháp này, rồi hồi làm các cái công đức này, hồi hướng công đức và hoan hỷ với công đức người ta hồi hướng. Thí dụ như mình không có làm gì được phước gì được, nhưng mà thấy người ta làm phước thì mình hoan hỷ theo đó, nên coi là anumodana đó. Và là thường phải điều chỉnh cái kiến thức của mình á, tức là cái nhận thức của mình á, thường điều chỉnh nhận thức cho đúng pháp à, tức là mình luôn là làm sao để cho nó có cái để cho cái nhận thức của mình á về đạo á, càng ngày càng đúng hơn à, bằng cách là mình đọc sách hay là trải nghiệm, chiêm nghiệm hay là cái gì đó, làm sao mà để cho mình ngày càng là cái nhận thức về đạo, về sự thật đó, nó càng ngày càng đúng hơn đó. Đó là 10 cái nhân sinh phước đó. Thế còn cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó là trí tuệ. Và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhưng mà mình vẫn làm những công đức. Rồi, còn gì? Con hỏi gì nữa không? Con là một cư sĩ và con có làm ăn, thì bạn con á, có nói với con á là sao tao thấy mày tu hành á, tao không thấy mày buông, tao thấy càng ngày á mày càng làm cái nhà máy lớn rộng ra, rồi á mày mặc đồ á, tao thấy mày á quần này áo nọ. Ủa vậy là mày buông xả gì trong cái vấn đề tu hành? Người ta phải gọn lại, không có tham làm ăn, rồi ăn mặc đó là phải đơn giản. Thì con mới trả lời với bạn con á, là tại vì con á, là con đi làm ăn, con cần có một cái hình tướng để con đi giao dịch. Thì con buông trong cái sự làm ăn của con á, là thay vì hồi đó đó là con nói dối, hoặc là con nói không có thật để con có một cái gì đó lợi cho con, thì bây giờ con không làm cái đó. Hơn nữa đó là khi mà con có cái lợi nhuận á, thì hồi đó 10 phần đi thì con chỉ cho 2 thôi, con giữ lại 8. Còn bây giờ thì con có thể con cho 5 năm. Như vậy thì cái sự buông của con như vậy có đúng không? Hay là con làm như thế nào mới đúng vậy? Dạ sư giải thích cho con hiểu về cái này ạ. Cái Đức Phật á, thì Ngài nói là không phải là mình không được làm giàu, hay là mình không được
là phát triển cái tài sản cái gì đó của mình, không phải là như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài có nói là khi mình làm mà mình làm với cái công sức và cái trí tuệ của mình, chứ không phải là mình lừa gạt ai để mình có cái lợi nhuận, mà lợi nhuận là do cái công sức và cái trí tuệ của mình mà có. Cái thứ hai á, là biết sử dụng, khi mình có cái lợi nhuận á, thì mình biết sử dụng cái lợi nhuận đó cho đúng. Đó, thì trong cái sự lợi dụng cho cái lợi nhuận đó đó, thì trước tiên á, là để nuôi sống bản thân mình, rồi nuôi sống gia đình mình, và trả ơn cha mẹ hay là các bậc ân nhân, hay là và cái cuối cùng nữa đó, đó là để dành nói là để dành tài sản. Nhưng mà cái để dành này á, theo đạo Phật á, thì để dành không phải là để dành trong nhà băng hay là để dành ở chỗ nào cất giấu chỗ nào đó, mà là để dành bằng cách á, là làm phước. Bởi vì theo đạo Phật á, là làm phước là cách để dành tốt nhất đó. Khi mà mình cho ra, mình bố thí, mình giúp đỡ người khác thì á, mình lại không mất. À, nhưng mà nếu mà mình mà cứ gom góp nhiều á, thì có khi nó sẽ mất. À, có thể do rất nhiều cái yếu tố mà còn làm cho mình mất. Thí dụ như là thiên tai hay là hoặc là trộm cướp chiến tranh này kia đó, nó có thể là làm cho mình mất hết tài sản. Nhưng mà cái tài sản mà mình đem giúp người khác á, thì cái đó lại không mất. Đó. Hồi xưa cái câu chuyện mà nói là ông Mạnh Thượng Quân á, Mạnh Thượng Quân là ông cái người hay nuôi những cái kẻ sĩ cái đó đó. Thì những cái người kẻ sĩ đó đó thường hay là đi làm công việc cho ông á. Một hôm á, là ông mới sai một người đi thu thuế. Thì cái ông mới đi thu thuế, ông mới đi nhìn thấy tình hình người dân là sống nghèo khổ, cho nên bây giờ mà thu thuế là hồi xưa là thời phong kiến, tức là nhà vua cấp cho mình một cái ấp, cái làng, cái xã nào đó, là mình có quyền thu thuế trong cái xã đó để mình sống. Đó, thời phong kiến là vậy đó. Thì đi thu thuế thì thấy dân làng cực khổ, cho nên ông cho miễn thuế. Ông cho miễn thuế. Cái đấy khi đi về thì ông Mạnh Thượng Quân ông mới hỏi là thuế năm nay thu được bao nhiêu, thì ông mới nói là chỉ có thu được chữ nghĩa thôi. Thì ông nói thu chữ nghĩa là sao? Ông nói là bởi vì thấy dân nghèo quá cho nên á, thay mặt ngài tôi cho dân khỏi đền nạp thuế. À, thì tôi lấy cái chữ nghĩa về cho ngài. Cái sau đó ông Mạnh Thượng Quân ông bị thất sủng, ông bị thất sủng mới bị thất sủng, tức là không còn được thu thuế trong cái chỗ vùng đó nữa, mà phải phải đi về quê, về bị đày đi chỗ nào đó. Thì khi mà ông đi đó thì dân chúng là người đem ra cái này, người đem ra cái kia cho ông á. Khi đó ông mới biết là, à thì đúng là ông này mua cho mình cái nghĩa là cái chỗ đó. Tức là bây giờ người dân là họ là thấy ông bị tác dụng như vậy, bây giờ ông khó khăn rồi á, thì dân họ mới gom góp cái này cái kia đem cho ông để về về quê sống. Thành ra là mình làm việc có tiền được, nhưng mà cái tiền mà mình làm ra đó là do công sức của mình, do trí tuệ của mình, và mình biết sử dụng nó một cách đúng mức, nghĩa là chia phần cái sử dụng nó ra cho nó đúng mức thì được. Nhất là trong đó có một phần á, là để làm từ thiện. Chính cái phần làm từ thiện mà giúp đỡ người khác đó, đó là mới mới thật sự là
là giữ cho mình. Thầy Giang Nguyễn xin hỏi là: kính thưa thầy, con xin hỏi thầy về sự khác biệt về tâm sợ hãi và tâm tầm quý ạ. Lúc trước con từng bị nhiều vị lớn dạy rằng con nhát gan và có nhiều nỗi sợ hãi do thiếu kỹ năng thuyết phục và định hướng người khác theo ý mình. Nhưng rồi thời gian gần đây cũng nhờ thâm nhập vào pháp của thầy mà con mới phát hiện là không hẳn là con nhát gan, mà là do con không muốn định hướng người khác theo cái kinh nghiệm của mình. Con xin hỏi thầy là cái cảm giác thấy sai sai kỳ kỳ đó có phải là tâm tầm quý không ạ? À? Con xin cảm ơn thầy. Cái tầm quý đó là người ta gọi là hộ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Tức là một người biết hộ thẹn khi làm một cái điều gì mà sai trái, nhất là làm cái điều gì mà hại người khác á, thì không nỡ làm. Bởi vì làm một cái gì đó mà sai là tự nhiên mình cảm thấy hổ thẹn. Và mình biết rõ cái việc làm đó nó đưa đến cái tai hại, cho nên mình sợ hãi. Mình sợ, nhưng cái sợ này là cái sợ là sợ tội lỗi đó. Thành mình không nợ giết hại, là không nợ lấy của người ta, là không nợ là làm hại gia đình người khác, cái gì đó chẳng hạn, thì cái đó nó là tại gọi là tàm mà quý đó. Thì nhiều người là làm sai, làm cái điều sai xấu nhưng mà không biết, không hổ thẹn với cái điều sai xấu đó, vậy là cũng không có sợ, không sợ cái điều sai xấu đó, thì cái đó là gọi là vô tàm vô quý. Còn cái sợ ở ngoài đó, ngoài đời á, cái từ sợ bình thường á, thì nó cũng có hai nghĩa. Một cái mà mình sợ hại, như là mình sợ cái uy lực, cái uy tín của người khác, hay là mình sợ người ta chê cười mình, hay là sợ cái gì đó, thì những cái sợ đó, những cái vẻ nhút nhát đó, thì cái đó là cái sợ. Nhưng mà cũng có một cái sợ đúng. Thí dụ như bây giờ mình không nên đến những cái chỗ nguy hiểm, sợ những cái chỗ mà ăn chơi trác táng, sợ những cái chỗ mà rắn rít cọp beo đó. Thì cái sợ đó là đúng, chứ cái sợ đó nó không sai. Có không biết sợ, mấy cái đó mà không biết sợ là ta gọi là điếc không sợ súng đó. Cho nên cái sợ nó có nhiều cái loại sợ khác nhau. Mà còn cái sợ mà sợ trong tàm quý đó, tức là sợ bất thiện, sợ tội lỗi. Bạch thầy, câu tiếp theo của Hiền Đỗ ạ. Dạ, xin thầy chỉ cho con cách thoát khỏi sự bế tắc tuyệt vọng khi con luôn gặp thất bại về tất cả các mặt trong đời sống ạ. Con cảm ơn thầy. Tại vì là mình chưa hiểu được cái ý nghĩa của sự thất bại. Nhiều khi thất bại cũng là thành công, cho nên người ta mới nói là thất bại là mẹ thành công. Thì thất bại và mẹ thành công nó có hai nghĩa. Một nghĩa là nhờ thất bại mà sau đó mình học ra được bài học, cho nên sau đó mình thành công.
Cho nên nói là thất bại là mẹ thành công. Nhưng mà nó cũng có một cái nghĩa như thế này nữa, là chính cái thất bại là thành công. Nhiều khi chính cái sự thất bại là thành công. Đó. Trường hợp của thầy là một ví dụ điển hình. Hồi xưa là thầy đi học, thầy xuất gia. Thầy xuất gia thì thầy vào là cũng vừa cái trường Đại học Vận Hành đó. Trường Đại học Phật Giáo đầu tiên của Việt Nam mình là mở ra, cho nên thầy đi học. Đó. Đồng thời là thầy đi ở gần cái chùa Kỳ Viên, nó có trường London School. Cho nên là thầy đi học cái trường London School đó để mà cho có biết tiếng Anh để sau này mình đi xuất ngoài để đi học rồi đó. Thì trong nhà thầy là có hai anh em, là Ngài Pháp Nhận với là thầy, là hai anh em kế nhau á. Thì Ngài Pháp Nhận á là đi trước, bởi vì trong nhà cũng không có tiền bạc nhiều, cho nên là không có đại thọ cho mình mà đi thì giáo hội không có lo, mình chỉ có tự túc thôi, gia đình không có, cho nên để ông anh đi trước. Thì khi anh thầy mà đi qua bên đó học và đầu tiến sĩ Phật học xong rồi thì lúc đó giải phóng thì lúc đó mà mới là đi qua Pháp rồi sau đi qua Mỹ. Trong khi đó thầy thì ở nhà là lúc đó cũng chưa có đi xuất ngoài là chưa được. Mãi đến khi mà có thể đi xuất ngoài chỗ này chỗ kia đó, thì lúc đó là không còn đi học nữa mà là đi dạy. Lúc đó đi thuyết giảng chứ không còn phải đi dạy đi học nữa. Mà hồi đó đó nhờ thầy đi không được, cho nên thầy ở nhà thầy mới là mày mò nghiên cứu rồi trải nghiệm, cho nên mình có cái thì giờ mà tự do của bản thân mình để mình nghiên cứu học hỏi. Mình không lệ thuộc vào cái trường lớp, bởi vì nhiều khi vô trong trường lớp mình bắt học quá trời quá đất, mình phải học mất thời giờ quá. Trong khi đó mình chỉ cần học cái điều gì mà cần thiết với mình thôi. Mình nói là phải nói là thầy học rất là nhiều. Học rất nhiều môn rồi học rất nhiều cái chủ đề khác nhau. Đó. Nhưng mà hoàn toàn là tự học. Cho nên thầy có một cái khả năng tự học khá là hiếm hoi. Là bởi vì ít ai tự học được lắm, phải đi học trường, phải có lớp, có giờ, có giấc. Còn bên thầy là tự mình định giờ, định giấc, định môn học. Đó. Tất cả mọi cái là đều mình tự do chọn lựa. Cho nên mình học những cái môn mà mình thấy là cần thiết. Và cũng nhờ là thầy là cũng không biết may mắn sao là chọn đúng những cái mà khi mà tổng hợp lại với nhau thì nó rất là ăn khớp với nhau. Nhờ vậy mình mới thấy ra được cái cốt lõi của đạo, của Pháp. Và từ đó mình không bị lệ thuộc vào tư tưởng của ông thầy hay là của ai khác hết đó. Mình hoàn toàn là trực tiếp vào kinh điển để mà mình nghiên cứu và đồng thời là trải nghiệm thực trên cuộc sống để mình là chứng minh cái điều đó, chứng thực cái điều đó. Nhờ vậy mà cái nội lực mà nhận thức từ trải nghiệm thực ấy, là thầy có. Cho nên khi mà thầy đã thấy ra được cái thông suốt được rồi đó, là thầy đi dạng. Có thể nói là gần như là chỉ ngoài châu Phi là chưa đi thôi, chứ còn là 5 châu là đi hết 4 châu rồi. Là đi dạng. Và tương đối là thành công là bởi vì thầy chia sẻ cái thực. Không qua nhiều cái lý luận ngôn ngữ, không qua nhiều cái thứ gì cả mà nói cái thực, cho nên người ta nghe rất là dễ dàng. Do đó là từ cái thất bại đó, cái thất bại cái này thì nó lại thành công cái mặt khác. Cho nên theo cái luật của dịch lý đó là trong hòa có phúc, trong phúc có hòa. Khi mình có hòa như vậy đó, là có cái phúc gì đó mà mình chưa thấy cái phúc đó là tại sao, là mình cứ nghĩ đến cái hòa thôi.
cho nên mình không nhìn ra được cái phúc. À, cho thực ra đó, trong cái hòa đó là có cái phúc đó. Cho nên thầy mới thấy là thầy mới nói là không có điều gì trên đời mà đến với mình mà không có lợi. Mà tại vì mình thấy nó hại cho mình cho nên mình cho là nó có hại. Nhưng mà thực ra là nó hại là sao? Là vì là mình có đưa ra một cái gì đó cho nên nó mới hại cái đó. Còn nếu mà mình không có đưa ra gì hết thì đâu có gì mà hại. Đó. Tại vì mình có một cái lập trường, mình có một cái quan niệm, một chủ trương gì đó cho nên cái khác nó đến nó khác. Còn nếu mình không có chủ trương gì cả, mình cứ sống với cái thực hoàn toàn thì không có gì trở ngại hết. Do đó mình mới thấy rằng là trong cái hòa là nó lại có cái phúc. Cho nên trong cuộc đời mà của Đức Phật mà thầy chiêm nghiệm trong cuộc đời của mình thì mình hiểu ra rằng là trong cuộc đời Đức Phật ngài cũng gặp rất nhiều là trở ngại. Đó, trong cái bài kinh mà ba hung á là có 8 cái Phật lực á. Tức là ngài gặp 8 cái trở ngại lớn, rất là lớn. Nhưng mà cái chính những cái trở ngại đó lại là giúp ngài giác ngộ. Mà không phải là trong kiếp đó, nếu mà trong các cái truyền tiền thân á là Đức Phật luôn luôn là gặp trở ngại. Nếu không gặp trở ngại đó thì mình không thể nào mà phát huy trí tuệ được. Có trở ngại thì cái đó mình mới phát huy trí tuệ. Là bởi vì cái mà mình tìm tòi mày mò để mà thấy ra đó là cái đó nó mới là cái thấy chắc chắn. Cái thấy đó không thể quên được. Cho nên thầy đi giảng là thầy không nhớ bất kỳ một điều gì. Mà giảng đâu được là tại sao? Là bởi vì mình cứ nói cái thật thôi chứ đâu có cần nhớ cái gì đó. Đâu có nhớ cái đoạn nói trong kinh nào nói gì. Có người hỏi thầy là thầy nói cái đó là trong kinh trang nào, cuốn nào. Thầy không có nhớ. Không nhớ, nhưng mà điều đó là thấy thật. Đó. Nói ra là thấy thật. Thành cái câu đó mặc dù trong kinh nhưng mà câu đó cũng là câu của mình nói, chứ không phải là mình bất chấp theo kinh, mà mình cũng thấy thực cái điều đó cho nên mình nói. Vì vậy cho nên mình không cần nhớ. Nhưng mà có những cái mà trong kinh hoặc là trong bất kỳ cái sách nào đó mà mình lại nhớ không thể không quên một chữ, là bởi vì cái điều đó nó đương nhiên. Cái điều đó khi mình đọc vô đó thì mình thấy nó đương nhiên là như vậy rồi cho nên không thể quên được. Yeah. Còn quên đó, tức là mình phải cố nhớ. Nếu không nhớ thì mất. À, cái đó mà, còn bên đây mình không cố nhớ bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện mình thấy đương nhiên vậy mà sao là cần gì nhớ. Mà hơn nữa đi tới đâu thì gặp cái trường hợp nào thì mình cứ theo trường hợp đó để mà nói thôi. Chứ đâu cần phải nói theo một cái bài bản nào nhất định. Yeah. Thầy có một vị sư đệ mà ông than ông nói buồn quá. Hồi xưa mình đọc cái cuốn kinh đó là mình ghi chú rất ít. Mình ghi chú rất ít. Nhưng bây giờ đọc lại đó thì lại có những chỗ mà mình hồi trước mình không ghi chú, bây giờ mình cũng không biết nói cái gì. Tức là hồi trước cái trình độ cũng cao hơn bây giờ. Bây giờ quên hết trơn rồi. Quên hết trơn rồi cho nên thấy buồn quá. Thầy thì quên hết trơn cũng buồn gì hết. Bởi vì sao? Quên thì quên càng tốt. Bởi vì bây giờ mình chỉ nói cái thực thôi chứ đâu cần phải nhớ cái gì. Mà nói cái gì mà tự nhiên nói dài dài là thất bại đó. Thành nó nhờ cái thất bại mà nó lại thành công. Nhưng mà có thể là thành công một cái mặt khác.
Còn nếu mà bây giờ thầy lại cứ nghĩ rằng là mình phải làm cái điều đó mà cho nên bây giờ người ngồi tiếc hoài. Trời ơi, đáng lẽ mình cũng tiến sự như người ta, sao bây giờ mình không có cái bằng gì hết trơn. Thì mình tiếc cho nên mình nói mình thấy mình thất bại hoài. Chứ đâu có thất bại đâu. Mình thành công nhưng đâu có thất bại đâu. Như thất bại mặt này là, nhưng là nó lại thành công mặt khác. Cho nên á, mình đừng có nghĩ thành công và thất bại. Do đó Đức Phật mới nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sâu là vậy. Việc đời là gì? Việc đời chính là thất bại, thành công, thất bại, được mất, hơn thua, vui khổ, nhuyễn nhục. Đó, tất cả những hai mặt đó, đó mình trải qua nhưng mà mình vẫn không ngại đó. Tâm vẫn là rộng lặng trong sáng á, thì đó là mới được. Đó mới là mới tu hành là thành công á. Chứ nếu mà mình chỉ thành công không á là thất bại đó. Mình thành công không mà mình chấp giữ cái thành công đó. À, rồi một ngày kia mà đến khi già đã quên cái quên đi cái bắt đầu thấy uổng, thấy tiếc. Dạ, câu của Lê Quang Phi là con kính đảnh lễ thầy, thầy cho con hỏi để chánh niệm tỉnh giác có phải chúng ta quay về với hơi thở không ạ? Không phải là quay về với hơi thở không, quay về với thân thọ tâm pháp chứ không phải quay về với hơi thở không. Nhưng mà khi ví dụ như khi mình làm gì, mình ngồi ngồi yên một chỗ mà không làm gì cả, mà mình hoàn toàn thư giãn buông xả, thì lúc đó cái mà mình có thể cảm nhận đó được đó là hơi, đó là sự thở. Sự thở chứ không phải hơi thở. Hơi thở là thường thường hay người ta dùng chữ hơi thở quen rồi, chứ đúng là phải dùng từ sự thở mới đúng. Tức là cái thở là một diễn biến, một chuyển động, cho nên gọi là sự. Cho nên nó không phải là một cái vật. Khi mình nói hơi thở là nó thành một cái vật rồi. Mà cái vật đó đâu, cái vật đó thì hơi thở với là bên không khí bên ngoài nó cũng như nhau. Thành ra cái vật đó thì đâu có, ở đâu cũng có. Nhưng mà cái sự thở đó mới là quan trọng. Thì á, bây giờ mình ngồi không làm gì hết trơn á, thì lúc đó mình cảm nhận là mình đang thở thôi. Mà đang thở vô, đang thở ra, rồi thở ra, rồi thở vô, rồi thở vô, rồi thở ra. Thì đó là, thì cảm nhận cái sự thở đó. Cho nên nó là một hoạt động. Đó. Còn hơi thở chỉ là cái không khí thôi. Cho mình cho nên không phải là niệm hơi thở mà là niệm sự thở. Đó. Có một người khi nghe thầy nói như vậy nói phân biệt chi cho nó mất công, nó nói sự thở. Bây là với hơi thở thì cũng được. nhưng mà nghĩ trong vi tế là hai chuyện khác nhau, bởi vì cái hơi thở là một vật, còn sự thở là một sự kiện, một động tác. Đó. Dạ, Văn Phạm xin hỏi là kính xin sư ông khai thị cho con yếu tố nào mình có thể dựa vào để có thể hoàn chỉnh mình, như tâm được an lạc hay sự đánh giá của những người xung quanh, vì con thấy mình không làm gì sai nhưng đồng nghiệp không thích vì con không tham gia vào những câu chuyện phù phiếm ạ. Cái cái mà mình biết mình á, mình chánh niệm tỉnh giác, tức là mình sáng suốt biết mình á, khi mà mình thực sự mà sáng suốt biết mình á, thì lúc đó mình không còn bị lệ thuộc vào cái gì bên ngoài hết á.
Ai khen ai chê đến chuyện đó đâu có quan trọng. Hồi xưa thầy đi giảng mà ai chê là mình hơi buồn. Tại vì mình nghĩ mình nói sao họ nghe là họ phản đối rồi này kia gì đó. Nhưng mà sau này thầy thấy là chuyện nó đương nhiên. Tại vì mình nói thì người nào hiểu thì hiểu, chứ còn người nào không hiểu thì thôi, chứ sao giờ cho nó đâu bắt ai hiểu được. Đó. Cho nên khi mình làm là khi mình biết mình á, thì mình biết làm cái điều đó là mình làm đúng, làm tốt. Thì bây giờ ai nói gì nói chứ đâu có sao. Còn tham gia thì ở đời có những cái mà bây giờ là tránh tham gia càng tốt. Tức là tham gia cái việc gì mà nó lợi ích cho mọi người, cho quần chúng, cho nhiều người á, thì cái đó mình mới tham gia. Còn tham gia những cái như thế là mình vào những cái chuyện mà nó vô ích á, mà mình không tham gia càng tốt cho đâu có sao. Thì còn ai nói gì nói chứ. Mình phải... Mà nhưng mà đều mình phải khéo léo, bởi vì sống trong giữa đời này á, là mình khéo léo. Nếu mà mình sống tốt quá là người ta cũng hại. Cho nên á, là mình phải tốt, nhưng mà giống như trong kinh thánh nói là mình bố thí bằng tay phải thì đừng cho tay trái biết. Ý là nói mình có tốt, mình có làm cái gì tốt á, thì là mình chỉ biết thôi, chứ còn ai không kể ai nói mình xấu cũng được, không sao. Bởi vì mình tốt thì mình cứ tốt thôi, còn ai nói mình xấu thì đâu có sao. Chứ không cần là làm tay phải thì mình phải cho tay trái biết làm chi. Thì cái đó là cái khi mình thực sự mình hiểu mình, hiểu đạo, thì mình sẽ ứng xử cần sao đó mà đúng tốt là được. Nhưng mà đối với mọi người ấy, thì mình cũng phải khéo léo, chứ đừng có để cho người ta thấy mình tỏ ra là tu hành, tỏ ra trong sạch, tỏ ra đàng hoàng gì đó nữa, thì nhiều khi người ta ghét. Ở đời vậy thôi. Rồi gì nữa? Dạ, Hoàng Thị Đức xin hỏi là con luôn có suy nghĩ ác khi nhìn thấy bất cứ vật gì dù rất bình thường ạ. Nhìn thấy cái dây, cái kim, cái đũa, dòng sông, vân vân, con cứ thấy trong tâm khởi lên hình ảnh là con đang thắt cổ ai, chọc vào mắt ai, xuyên vào lỗ tai ai, hoặc vứt một đứa bé xuống dòng sông ấy, vân vân. Thầy cho con biết tại sao tâm con cứ khởi lên những hình ảnh độc ác như thế ạ. Con tạ ơn thầy. Cái đó thì cũng chịu thua luôn á. Cái đó có thể là có thể là cái nó là cái tập niệm đâu nhiều đời, rồi bây giờ nó cứ khởi lên đó. Thay vì là mình sống trọn vẹn với hiện tại thì mình mới có thể là rõ biết. Còn mình chỉ cần mà sống mà hơi bị chìm đi, tức là mình thiếu sáng suốt, thiếu thiếu trầm tĩnh sáng suốt, thiếu trọn vẹn tỉnh thức á, thì nó sẽ dễ bị lôi đi. Mà nó lôi đi á thì nếu mà trong quá khứ mình mà có nhiều cái tập khí không tốt á, thì bây giờ những cái tập khí không tốt đó nó có thể là nó có thể trở thành những cái nó gọi là bên bên phân tâm học người ta gọi là các cái khuynh hướng xung động. Những cái khuynh hướng xung động đó nó thúc đẩy sự xúi dục đó. Cho nên là mình phải phải chánh niệm tỉnh giác, mình phải sáng suốt biết mình trong hiện tại thì mới được.
Dạ, bạch thầy, câu hỏi tiếp theo của CKV. Dạ, con xin hỏi là bạn con theo một dòng phái tu, bạn con nghiên cứu và nói rằng đây là phái tu đưa đến con người giác ngộ nhanh nhất. Từ đó bạn con bắt đầu kêu gọi bạn bè cũng như người nhà xung quanh đi theo phái tu bạn con. Con vì không muốn bạn con phật lòng và cũng không muốn sống giả vờ hoặc tranh cãi với bạn, con bắt đầu xa lánh bạn con. Thưa thầy, như vậy có phải con đang nhát gan, sợ hãi, thiếu lòng từ bi để đối mặt với bạn con không ạ? Con cảm ơn thầy. Cái đó thì cũng tùy trường hợp nhé. Mình nếu mà mình thấy một người mà mình không thể là giúp họ chuyển hóa được, mà cái ảnh hưởng của họ có thể là xấu đến bên mình, thì mình xa lánh thôi, xa lánh là cũng được chứ đâu có sao. Trong hạnh phúc kinh đó, Đức Phật ngài nói là phải xa lánh người xấu, gần gũi người tốt đó. Thành ra là xa lánh cái người xấu là cũng đúng thôi chứ đâu có sai. Thì không thể xa lánh được thì ráng chịu thôi chứ sao giờ. Thì nhẫn nại thôi. Nhưng này đó, nhưng mà nếu mà mình đủ năng lực á, nếu mình đủ năng lực thì mình vẫn có thể giúp họ được đó. Còn nếu mình giúp họ được thì thôi, đường ai nấy đi, nhưng mà nhưng mà trong nhà thì mình vẫn có những cái quan hệ. Nhưng mà cái thí dụ như ở một số nước Tây phương là người ta có kiểu như là tự do tín ngưỡng á. Dù như người này người ta tin theo cái này, còn người kia tin nữa kia, ở trong một gia đình, nhưng mà cứ tôn trọng cái niềm tin của người khác. Còn những cái quan hệ khác thì mình làm đúng tốt thôi. Đó. Tất cả những cái trường hợp đó theo thầy á, là đều là những cái thử thách. Để giúp cho mình là phát huy trí tuệ và đạo đức. Những cái trở ngại á, những cái đối nghịch, những cái trở ngại, những cái người xấu chẳng hạn, là để giúp cho mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Cho nên là kiến hiền tư tệ yên, kiến bất hiền như nội từ tịnh giả. Tức là nếu mà mình thấy người tốt thì mình học theo điều tốt của họ. Còn nếu mình thấy người xấu đó, thì mình thấy biết cái đó xấu mà mình chưa làm cái xấu đó, nhưng bây giờ thấy họ làm cái điều đó nó có hại, cho nên mình lại đỡ khỏi làm. Thay vì mình phải làm cái điều đó rồi mình mới biết là nó có hại, còn bây giờ thấy họ làm có hại rồi thôi mình khỏi làm luôn cũng khỏe nữa. Hết giờ, còn câu cuối nữa. Còn câu cuối nữa. Dạ, có Nguyễn Yên ạ. Dạ, kính bạch thầy, luyện đạo trường tu là bỏ mê về ngộ, mà sao con thấy xã hội ngày nay mê cũng không mê mà ngộ thì đếm trên đầu ngón tay ạ? Kính xin thầy chỉ dạy. Thì cái xã hội là cái cuộc đời này á, nó là một cái trường học, nhưng mà người ta là học tự do, không phải là học kiểu trường lớp mà học tự do. Nếu ai muốn chọn cái gì nữa chọn. Bây giờ đang theo đạo Phật mà thấy không thích nữa thì cứ theo đạo khác, không sao hết trơn. Tự do. Đang làm nghề này mà thấy không được làm nghề khác. Tức là mình con người sinh ra là được tự do chọn lựa.
Nhưng mà bởi vì mỗi người đều tự do đó phải có một số cái ràng buộc ràng buộc để tự do người này không xâm phạm tự do người khác chẳng hạn vậy. À, tức là nếu một cái người mà họ có trí tuệ thì họ tự do nhưng mà họ sẽ không có xâm phạm đến cái tự do của người khác. Nhưng mà có người mà thiếu trí tuệ là muốn tự do thì có thể là làm cho người khác mất tự do. Yeah. Thí dụ như là mình là cứ hát karaoke ào ào ào. Người ta nói không được, nội tức quá là lên tòa nhà chém luôn. Thì đó, tại vì mình thiếu ý thức. Mình như ở bên Úc là đó là bị bắt liền á. Hát là đâu, hát đâu trong nhà thì cứ hát. Làm đừng có đùm làm ồn ra ngoài là được. Đó. Cho nên bên người ta là làm nhà là làm cửa rất là kỹ. Ở bên trong nhà muốn hát hò gì hát hò trong bên xóm một ngày biết hết đó. Đó. Còn mình đó thì thôi, một cái nhà mà karaoke là cả xóm mà nghe hết. Mà khỏi tốn tiền khỏi tốn tiền đi hát karaoke. Ừ. Nói cái gì quên rồi. Mê ngộ. Cho nên á, cũng là cái xã hội đó, nhưng mà làm cho mình là nó giúp cho mình là ngộ ra. Nhưng mà cũng cái xã hội như vậy cũng có thể làm cho nhiều người mê. Cho nên người ta mới nói là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, kho tàng cho những người khôn khéo, mà vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Thì đó, trong cái cuộc đời đó, bây giờ ai mà sức còn yếu thì chưa chịu đựng được. Nhưng mà đến khi mà trải qua những chịu đựng đó, đến một ngày nào đó rồi thì cái khả năng nó cũng tăng trưởng cái không phải tăng trưởng, nhưng mà phát huy cái trí tuệ và đạo đức á. Thì lúc đó nó sẽ không còn bị những cái mà ở đời nó chi phối nữa. Cho nên cái người mê người ngộ là do cái người đó biết học bài học của ở đời không, chứ còn những bài học ở đời thì nó là vậy đó. Nói như Krishnamurti là cái thiên niên kỵ này đến thiên niên kỵ khác thì nó cũng vẫn vậy, cho nên nó không có gì thay đổi. Bây giờ chỉ có là ai giác ngộ hay không giác ngộ thôi.